nỗ lực tìm kiếm, sớm dựng làng tái định cư cho nhân dân vùng sạt lở. Cùng với nỗ lực tìm kiếm nạn nhân mất tích trong các vụ sạt lở ở Nậm Tông, Làng Nủ, Lào Cai, các địa phương, bộ, ngành, cơ quan chức năng đang khẩn trương giúp người dân vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Trong nhiều ngày qua, phóng viên Báo Người Lao Động cũng túc trực tại hiện trường trận lũ cuốn trôi vùi lấp toàn bộ nhà cửa, tài sản của 39 hộ với 158 nhân khẩu ở thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai vào rạng sáng ngày 10 tháng 9. Tại cuộc họp lấy ý kiến người dân thôn Làng Nủ sáng 14 tháng 9, ông Trần Trọng Thông, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Bảo Yên khẳng định quyết tâm của huyện là sẽ xây dựng khu tái định cư mới cho người dân Làng Nủ. Như chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, bà Hoàng Thị Luật, đại diện người dân thôn Làng Nủ, đề nghị chính quyền khẩn trương xây dựng khu tái định cư để dân sớm có nhà mới để ở, ổn định cuộc sống. Kết thúc cuộc họp, người dân nhất trí lựa chọn khu tái định cư mới cách địa điểm hiện tại khoảng 1,5 km là khu đất ngay nhà văn hóa bản 1 thuộc xã Long Khánh cũ khi chưa sáp nhập. Đồng thời, đề nghị kiến trúc nhà ở theo truyền thống của đồng bào dân tộc Tày được xây dựng bằng xi măng cốt thép. Theo ông Thông, quan điểm của huyện sẽ đề nghị với cấp trên hỗ trợ hoàn toàn cho các hộ chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, bảo đảm điều kiện sống tốt nhất cho người dân. Trước đó, ngày 12 tháng 9, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã hủy tất cả cuộc họp để lên với bà con Làng Nủ. Ngay sau buổi thị sát hiện trường, làm việc với các bộ, ngành, trung ương và lãnh đạo tỉnh Lào Cai, Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm vị trí tái thiết khu ở mới cho người dân mất nhà cửa trong vụ lũ quét. Thủ tướng giao chậm nhất đến ngày 31 tháng 12 phải hoàn thiện khu tái định cư cho người dân. Đặc biệt, nơi ở mới của người dân phải đảm bảo có đầy đủ nhu cầu thiết yếu như điện, nước sạch, môi trường sống an toàn, lành mạnh, có cây xanh, khu vui chơi. Theo ông Trần Trọng Thông, trong lúc chờ xây dựng khu ở mới, từ sáng ngày 14 tháng 9, Ủy ban Nhân dân huyện Bảo Yên đã huy động máy móc, san gạt, triển khai xây nhà tạm cho người dân mất nhà ở, có chỗ ở tạm thời. Trong khi đó, các lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm nạn nhân mất tích trong trận lũ quét kinh hoàng này. Ngay sau khi trận lũ quét xảy ra, Sư đoàn 317 Quân khu 2 Bộ Quốc phòng đã huy động hơn 300 cán bộ chiến sĩ hành quân tới thôn Làng Nủ, hỗ trợ công tác tìm kiếm, khắc phục hậu quả thiên tai. Trung tướng Phạm Hồng Chương, Tư lệnh Quân khu 2 đã trực tiếp vào hiện trường nắm bắt tình hình, tham gia chỉ huy công tác tìm kiếm người mất tích, giao nhiệm vụ, động viên bộ đội tập trung làm việc với tinh thần ba nhất, phát huy tinh thần tốt nhất, trách nhiệm cao nhất, thể hiện tình quân dân sâu đậm nhất. Tính đến thời điểm này, ngoài 48 người tử vong và những người bị thương, còn 36 người được xác định mất tích. Trong ngày tìm kiếm thứ tư 14 tháng 9, lực lượng quân đội công an vẫn bám trụ sở chỉ huy dã chiến, dốc sức tìm kiếm những người mất tích. Đến chiều cùng ngày, lực lượng chức năng tìm thấy thêm 3 trường hợp, nâng tổng số người tử vong lên 51, số người mất tích giảm còn 33. Cũng trong ngày 14 tháng 9, lực lượng chức năng tiếp tục tìm kiếm 8 nạn nhân mất tích trong vụ sập cầu Phong Châu nối hai huyện Tam Nông, Lâm Thao của tỉnh Phú Thọ. Lực lượng tìm kiếm do lực lượng quân đội công an đảm nhiệm. Bên cạnh đó, còn huy động lực lượng thợ lặn của Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ, xuồng máy của các đơn vị để mở rộng phạm vi tìm kiếm xuống vùng hạ lưu. Sau hơn 4 ngày tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy 9 nạn nhân xấu số, 9 người còn bị vùi lấp dưới đống đất đá sau trận lũ kinh hoàng. Sau hơn 3 giờ đi bộ băng rừng, vượt khoảng 8 km đường núi với nhiều đoạn sạt lở, ngày 13 tháng 9, nhóm phóng viên Báo Người Lao Động đã tiếp cận hiện trường vụ sạt lở tại thôn Nậm Tông. Địa bàn nằm xa trung tâm, giao thông bị chia cắt, để tiếp cận hiện trường này phải đi bộ nhiều giờ băng rừng, địa hình hiểm trở, nhiều đoạn bị sạt lở. Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, ngọn núi lớn bao quanh thôn Nậm Tông đã bất ngờ đổ sập, xóa sổ hoàn toàn 8 căn nhà của các hộ dân nơi đây. Khu vực xảy ra sạt lở có 15 hộ dân với 80 nhân khẩu, sinh sống nhiều đời tại đây. Người dân thôn Nậm Tông chủ yếu là dân tộc Mông, dựng nhà kế bên dòng suối nhỏ chảy về hạ nguồn. Ông Lù Xeo Nương, bí thư chi bộ thôn Nậm Tông cho biết, sau một tiếng nổ lớn vào trưa ngày 10 tháng 9, ngọn núi đổ sập xuống, đất đá vùi lấp nhiều căn nhà trong thôn. Một số hộ dân kịp chạy thoát ra ngoài, trong khi 18 người bị vùi trong đất đá. Do sạt lở vào buổi trưa, một số gia đình đang đi làm ở bên ngoài, một số cháu nhỏ đang đi học nên số lượng người bị vùi lấp mới dừng lại ở con số 18 người. Ông Nương đau buồn nói về trận sạt lở kinh hoàng. Theo ông Nương, tại thôn, một số gia đình có trên 2 người tử vong trong vụ sạt lở này. Trong đó, cháu Lý Thị Vân 8 tuổi là trường hợp thương tâm nhất khi mất bố, mẹ, anh trai và 2 em gái. Trong ánh mắt thơ ngây khi được di tản lên khu vực lán trại của lực lượng chức năng, cháu Vân dường như chưa hiểu hết những gì vừa xảy ra với thôn và gia đình của mình. Những ngày qua, lực lượng chức năng không quản ngày đêm tìm kiếm nạn nhân mất tích. Đại úy Vũ Minh Tuấn, Phó trưởng ban tham mưu, Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Thủ đô cho biết, sau khi nhận lệnh cấp trên, 100 cán bộ chiến sĩ của đơn vị đã cơ động hành quân đến địa điểm sạt lở để triển khai nhiệm vụ. Suốt 4 ngày qua, cán bộ chiến sĩ của trung đoàn chia làm 2 ca tìm kiếm, hết giờ làm nhiệm vụ. Toàn lực lượng di chuyển về lán trại để ngủ qua đêm nhằm bảo đảm an toàn khi khu vực này nguy cơ sạt lở còn rất cao. Tại khu vực lán trại, toàn bộ người dân thôn Nậm Tông đã được di tản lên đây để đảm bảo an toàn. Người dân được bố trí chỗ ở, nghỉ tạm thời trong thời gian chờ chính quyền địa phương có phương án về nơi ở mới. Diễn biến mới nhất sức khỏe nạn nhân vụ lũ quét ở Làng Nủ. Ngày 14 tháng 9, Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội cho biết 2 nạn nhân trong vụ lũ quét tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, Lào Cai vẫn đang được các bác sĩ nỗ lực cứu chữa. Tuy nhiên, tình trạng vẫn chưa có nhiều chuyển biến. Bé gái MHTG, 11 tuổi, dân tộc Tày, hiện điều trị tại Trung tâm Nhi khoa, Bệnh viện Bạch Mai, phải thở máy tiên lượng nặng. Lãnh đạo Trung tâm Nhi khoa cho biết bé Ngờ bị viêm phổi, hội chứng vùi lấp, đa chấn thương phức tạp và có cả tình trạng sặc nước. Điều dưỡng thực hiện bơm rửa dạ dày cho bệnh nhi, có rất nhiều bùn đất. Theo bác sĩ điều trị, hiện bệnh nhi vẫn rất nặng, các bác sĩ đang nỗ lực hết sức, tập trung mọi nguồn lực, thuốc men tốt nhất, hy vọng cháu sẽ qua cơn nguy kịch. Trong vụ lũ quét, 4 người trong gia đình bé gồm bà ngoại, mợ và 2 con của cậu đã tử vong. Bố mẹ bệnh nhi làm thợ xây ở Hà Nội, anh trai của bệnh nhi đi học nên thoát nạn. Ngoài ra, nam bệnh nhân HVV, 31 tuổi, dân tộc Tày, cũng là nạn nhân trong vụ lũ quét thôn Làng Nủ, tình trạng vẫn rất nặng nề. Hiện bệnh nhân đang phải can thiệp ECMO, tim phổi nhân tạo, hỗ trợ hô hấp và tuần hoàn, lọc máu liên tục phối hợp lọc máu hấp thụ, kháng sinh phổ rộng tối ưu, nội soi bơm rửa phế quản, truyền các chế phẩm máu. Tại Bệnh viện Việt Đức, đang điều trị một trường hợp nam bệnh nhân trong vụ lũ quét được chuyển đến ngày 11 tháng 9, tiên lượng rất nặng. Bệnh nhân vào viện trong tình trạng chấn thương sọ não, chấn thương ngực, chấn thương bụng kín, tổn thương mạch máu, tổn thương tĩnh mạch khoeo trái, gãy phức tạp 1/3 trên 2 xương cẳng chân trái. Để giữ lại mạng sống cho nam bệnh nhân 29 tuổi, bác sĩ đã phải phẫu thuật khẩn cấp, cắt bỏ 1/3 chân trái. Hàng loạt thiết bị máy móc hiện đại được áp dụng để giúp nạn nhân duy trì mạng sống. Ngoài ra, tay trái của bệnh nhân đã có chỉ định phải cắt bỏ, bệnh nhân phải thở máy, lọc máu, hồi sức tích cực. Được biết, gia đình người bệnh có 8 người, nhưng 7 người đã mất trong vụ sạt lở do lũ quét. Người bệnh được cơ quan chức năng tại địa phương tìm thấy và đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Bảo Yên và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai. Do tình trạng bệnh nặng, người bệnh được đưa xuống Bệnh viện Việt Đức để cấp cứu và điều trị. Trước đó khoảng 6 giờ sáng ngày 10 tháng 9, tại xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, Lào Cai, đã xảy ra vụ lũ quét tăng thương. Những ngày qua, hàng trăm cán bộ chiến sĩ quân đội, công an, dân quân, người dân đã tiếp tục chia 2 khu vực trọng điểm là đầu nguồn và cuối nguồn, rà soát từng ngóc ngách, bờ suối, bụi cây để tìm kiếm người mất tích.